Xin chào tất cả mọi người. Xin giới thiệu với tất cả mọi người, đây chính là chiếc đèn dầu mà cách đây cũng khá lâu rồi. Có thể là thời các ông, các bà hoặc là cha mẹ của chúng ta đã sử dụng. Tuy nhiên thì ngày nay thì cuộc sống hiện đại hơn, cho nên đa phần mọi người thì không có dùng đèn dầu nữa. Hoặc là có một số nơi như là ở trên vùng cao thì có thể là họ vẫn dùng chiếc đèn dầu này. Tuy nhiên, đối với những người thành phố thì chiếc đèn dầu này nó giống như là một món quà rất là đặc biệt, cũng rất là ý nghĩa để gợi nhớ lại ký ức tuổi thơ của chúng ta. Còn đối với những bạn trẻ hiện tại bây giờ thì chắc chắn là chưa được sử dụng chiếc đèn dầu này, bởi vì chiếc đèn dầu này thì nó đã tồn tại trước khi mà điện của chúng ta có ngày nay. Thật ra thì chiếc đèn dầu này thì cũng rất là đặc biệt. Mặc dù nó nhỏ nhỏ xinh xinh, nhưng khi mà chúng ta thắp lên thì nó tạo ra một cái ánh sáng cũng rất là vừa phải. Và hiện tại bây giờ thì mình cũng đang sử dụng chiếc đèn dầu này. Nên nếu như mọi người mà muốn trải nghiệm sử dụng chiếc đèn dầu này thì có thể đi mua hoặc là mượn hoặc là xin. Tuy nhiên thì mình cũng tìm xung quanh thì hiện tại thì họ cũng không bán chiếc đèn dầu này nữa, mà họ chỉ bán những chiếc đèn dầu đời mới bây giờ. Nó không phải là bình màu xanh mà nó là bình màu trắng, hoặc là họ bình thì có hoa văn khác hơn. Tuy nhiên thì mình vẫn thấy là chiếc đèn này thì nó rất là tuyệt vời nhất. Mọi người có thể trải nghiệm nhé.